Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tiêu dùng 24/7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, trong cơ thể của con người có tới 70-80% là nước, được hình thành từ 30-40 tỷ tế bào, có vai trò quan trọng nhằm duy trì các hoạt động của cơ thể. Chính vì vậy mà việc bổ sung nước hàng ngày cho cơ thể được coi là điều thiết yếu đối với mỗi người. Và ngoài việc bổ sung nước tinh khiết thì việc bổ sung thêm những loại thức uống giàu dinh dưỡng hoàn toàn từ tự nhiên tốt cho cơ thể cũng là điều rất cần thiết. Và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề nguồn dinh dưỡng tuyệt vời từ thiên nhiên, chúng tôi xin mời tới trường quay hai vị khách mời. Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn thuộc tập đoàn Lasuco Group. Xin chào Diệp Trang, xin chào khán giả. Và ông Trần Xuân Trung, Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Thương mại xuất nhập khẩu Lam Sơn. Xin chào MC Diệp Trang, xin chào quý vị khán giả. Như chúng ta đã biết thì nước có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống của con người. Và câu hỏi đầu tiên mà Diệp Trang muốn dành cho ông Lê Văn Tam, ông có thể chia sẻ cho mọi người biết được quan điểm của ông về việc bổ sung nước cũng như là chất dinh dưỡng hàng ngày có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể ạ? Như các bạn biết, cũng như các khán giả cũng biết là con người ta là mỗi một ngày chúng ta phải bổ sung thêm cho cơ thể từ 2 đến 3 lít nước đều đặn như vậy. Bên cạnh đó thì muốn cho sức khỏe nó phát triển và đảm bảo thì chúng ta còn phải có bổ sung các cái nước chất dinh dưỡng như là sữa, như là nước quả, như là các cái nước dinh dưỡng khác. Như chúng tôi được biết thì công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thuộc tập đoàn Lasuco Group sau nhiều năm nghiên cứu cùng với các đối tác trong và ngoài nước thì đã đưa ra thị trường một số sản phẩm thức uống giàu dinh dưỡng được chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên và đặc biệt là đã nhận được những sự đón nhận rất là tốt, tích cực đến từ phía người tiêu dùng. Vậy với cương vị là một nhà lãnh đạo lâu năm cùng đồng hành với sự phát triển của Lasuco thì ông Tam thân mến, ông có thể chia sẻ cho quý vị khán giả có thể hiểu hơn về tập đoàn Lasuco của mình được không ạ? Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn hôm nay là tập đoàn mía đường Lam Sơn với thương hiệu là Lasuco. Trải qua 40 năm thì có rất nhiều sóng gió, nhưng Lam Sơn đã kiên trì với đường lối hợp tác liên kết với nông dân và với là các nhà khoa học và với các bạn hàng để là phát triển sản xuất kinh doanh với một cái triết lý là vì chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Suốt trong 40 năm qua đã cùng với nông dân sản xuất ra 28 triệu tấn mía và sản xuất ra 3 triệu mốt tấn đường và cùng rất nhiều các cái sản phẩm khác nữa mang thương hiệu Lasuco. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Lê Văn Tam ạ. Qua chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng có thể hiểu rõ được phần nào về tập đoàn Lasuco của mình. Câu hỏi tiếp theo mà Diệp Trang muốn dành cho anh Trung ạ. Với cương vị là Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Thương mại xuất nhập khẩu của Lam Sơn, anh có thể chia sẻ thêm cho khán giả biết một số những sản phẩm nổi bật mà công ty đã và đang nghiên cứu để sản xuất đưa ra thị trường được không ạ? Xin chào MC Diệp Trang, xin chào khán giả. Như Diệp Trang và quý vị khán giả cũng vừa mới nghe thấy cái chia sẻ của Chủ tịch Lê Văn Tam về các cái lịch sử phát triển, quá trình hình thành và một số thông tin cơ bản về Lasuco Group. Thì gần đây hai cái sản phẩm nổi bật nhất mà tập đoàn Lasuco Group tung ra thị trường đó là dòng sản phẩm như Chủ tịch đã nói là nước dinh dưỡng tế bào mía Mitaji và dòng sản phẩm sữa gạo lứt dầu protein Ojita. Đây là hai dòng sản phẩm vừa gia nhập ngành đồ uống không lâu nhưng mà chiếm trọn trái tim của người tiêu dùng và hiện nay chúng tôi phát triển rất tốt với hơn 40.000 điểm bán và tháng 11 này chúng tôi sẽ có 80.000 điểm bán trong toàn quốc. Với những lô hàng đầu tiên thì chúng tôi cũng đã bắt đầu xuất đi thị trường Đức và Singapore để tận dụng một cái hiệp định thương mại tự do mới là EVFTA. Đó là những tín hiệu tích cực đầu tiên với tập đoàn Lasu Group cho cái sản phẩm mới trong ngành đồ uống này. Vừa rồi thì Diệp Trang cũng nghe thấy hai vị khách mời của chúng ta cũng có nhắc tới hai dòng sản phẩm chính nổi bật của công ty mình. Đó chính là nước dinh dưỡng tế bào mía và sữa gạo lứt dầu protein. Nghe cái tên thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi ạ. Vậy ông Trung thân mến, ông có thể chia sẻ cho mọi người biết rõ hơn được về quy trình sản xuất cũng như là công nghệ áp dụng vào để sản xuất hai loại thức uống này được không ạ?
như quý vị đã thấy, ngay cái tên thôi cũng đã thấy sự khác biệt của dòng sản phẩm của chúng tôi đã tung ra thị trường trong thời gian vừa qua. Với công nghệ chiết xuất độc quyền và hiện đại của Lasuco thì cho phép chúng tôi trích xuất các cái nước dinh dưỡng tế bào mía đến cấp độ tế bào. Qua đó thì nó giữ được các cái hoạt chất quý giá nhất của cây mía, bao gồm các hoạt chất như silen, B6, các hoạt kẽm và đặc biệt là cái hợp chất octacosanol, là một cái loại hợp chất mà người ta xem như là một cái loại thuốc tự nhiên, một loại thuốc vị, thuốc an thần giúp cho sức khỏe gọi là tốt hàng đầu thế giới mà chỉ được tìm thấy ở trong cây mía. Còn đối với sản phẩm sữa gạo lứt giàu protein Ozita thì sản phẩm này nó cũng được chúng tôi kiểm soát hoàn toàn từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đến bàn ăn của người tiêu dùng. Toàn bộ phần cái vùng nguyên liệu được chúng tôi kiểm soát, nó nằm trong cái hệ sinh thái của Lasuco Group. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm thơm ngon nhất, bắt nguồn từ những hạt gạo giống Nhật Japonica, được kiểm soát chặt chẽ, trồng theo định hướng hữu cơ, đưa về nhà máy chiết xuất, và chúng tôi tạo ra một cái sản phẩm nó hoàn toàn là thân thiện và hoàn toàn là từ thiên nhiên. Thì vừa qua những container đầu tiên của chúng tôi đã đi thị trường khó tính, đó là Đức và thị trường châu Âu, và có những phản hồi hết sức là tích cực, qua đó thể hiện cái hướng đi đúng đắn của công ty trong cái ngành đồ uống cho sức khỏe trên thị trường hiện nay. Và thưa ông Tam, ông có thể chia sẻ thêm cho mọi người, cho quý vị khán giả được biết về định hướng trong tương lai để có thể lan tỏa nhiều hơn nữa sản phẩm của Lasuco đến với nhiều người tiêu dùng được không ạ? Chúng tôi đang tiếp tục là sản xuất với số lượng lớn hơn và đảm bảo chất lượng ổn định, đẩy mạnh cái việc là tiêu thụ cả trong nước, cả nước ngoài, đáp ứng cái yêu cầu cho xã hội và cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng tôi còn đang tiếp tục nghiên cứu là từ cây mía và từ hạt gạo để làm ra nhiều sản phẩm khác nữa. Người Việt Nam dùng sản phẩm của Việt Nam, chúng ta bảo vệ và xây dựng cái thương hiệu của Việt Nam sánh với thời cường quốc Nam Châu. Vâng, thưa quý vị khán giả, để có cái nhìn rõ hơn về công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và tập đoàn Lasuco Group cùng với hai loại thức uống dinh dưỡng, đó chính là nước tế bào mía và sữa gạo lứt giàu protein, sau đây mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn của chúng tôi. Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Lasuco Group, tiền thân là nhà máy đường Lam Sơn, được thành lập từ năm 1980, trải qua nhiều năm kinh nghiệm hoạt động sản xuất mía đường và nông nghiệp chuyên sâu trong nước, xuất khẩu ra thế giới. Những sản phẩm mà Lasuco Group cung cấp cho thị trường đều được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực. Tôi cảm thấy công ty cổ phần mía đường Lam Sơn luôn là một công ty có thương hiệu và uy tín. Tôi cảm thấy an tâm khi sử dụng cái dòng sản phẩm của công ty. Chính vì vậy, tôi đã tìm đến hai sản phẩm, đó là sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía Metagi và sữa gạo lứt giàu protein Ozita, để giúp bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ thể, hồi phục sức khỏe, phần nào đó để giúp cho tôi được giữ gìn vóc dáng, được khỏe mạnh hơn, tinh thần vui vẻ hơn. Với diện tích mía nguyên liệu lên tới hàng chục nghìn hecta, cùng những giống mía được trung tâm nghiên cứu và chọn lọc của Lam Sơn như LS1, LS2 có nhiều ưu điểm vượt trội, đem lại năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt, tăng trưởng nhanh, dễ sống và phù hợp với việc sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng giá trị cao. Tập trung vào chuỗi giá trị tự nhiên và hữu cơ giá trị cao, chất lượng cuộc sống con người, công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Lasuco Group mới đây đã nghiên cứu sản xuất và đưa ra thị trường hai sản phẩm: nước dinh dưỡng tế bào mía Metagi và sữa gạo lứt giàu protein Ozita, là một trong các sản phẩm trong chuỗi tự nhiên đó. Đây là các sản phẩm tiên phong, đột phá trên thị trường đồ uống Việt Nam và thế giới. Cả hai sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình và công nghệ tiệt trùng chiết rót khép kín bản quyền của Đức, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Cụ thể, mía và gạo sau khi được xử lý và chế biến sẽ được đưa vào khu tiệt trùng, sau đó được đưa qua phòng chiết rót, rót hộp, gắn ống hút, bọc màng co, rồi đóng thùng chuyển vào kho qua băng tải. Tất cả các quy trình đều đảm bảo những quy định nghiêm ngặt về sản xuất cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà nước đề ra. Hiện cả hai sản phẩm đều đã được phân phối trên thị trường trong nước và được xuất đi Đức và thị trường châu Âu. Chúng tôi áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng từ thiên nhiên, phù hợp với cơ thể con người. Về thiết bị thì chúng tôi nhập khẩu 100% từ châu Âu và Nhật Bản. Về công nghệ thì chúng tôi phối hợp với trường đại học Khoa Đội, Bộ Khoa Công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản để áp dụng thí nghiệm cho sản xuất. Chúng tôi có một lực lượng lao động cán bộ nhân viên tay nghề cao, được đào tạo bài bản từ trường đại học Khoa Hà Nội. Về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,
chúng tôi luôn luôn đề cao và đặt lên hàng đầu. Với đội ngũ giám đốc, kỹ sư và công nhân lao động trên 1.000 người, đội ngũ kỹ sư các ngành nghề chiếm 14,9%, 100% công nhân được lành nghề và trên 50% là thợ bậc cao được đào tạo một cách bài bản về chuyên môn. Những công trình nghiên cứu cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các dự án hợp tác với các nước có nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển như Israel, Nhật Bản, Đức, Lasuco Group luôn sáng tạo nhằm mang đến cho người tiêu dùng toàn cầu những sản phẩm chất lượng từ thiên nhiên, an toàn và tin cậy, đồng thời mang đến giá trị gia tăng cho cộng đồng, nông dân, khách hàng, nhân viên và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho thương hiệu Lasuco của mình sẽ mãi vững mạnh và có thể mang tới nhiều hơn nữa những sản phẩm bổ dưỡng, phục vụ sức khỏe của cộng đồng. Và chúc cho thương hiệu của mình sẽ không xa nữa, sẽ trở thành một thương hiệu mang đẳng cấp quốc tế. Đến đây, thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Tiêu dùng 24/7. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.